Đây là đợt tấn công của KB Almond. Một pha ném ba rất hay của Derrick Lawson. Tiếp tục là Derrick Lawson. Không được rồi. Nhưng cơ hội lại đến một lần nữa. Lần này thì không thể trượt được nữa. Vâng, tập ném nhiều như thế mà không vào thì cũng hơi phí. Tiếp tục chuyền cho Derrick Lawson. Anh ta quyết định làm gì? Ném ba từ rất xa và vào rồi. Vâng, tôi cảm giác là Derrick Lawson còn có thể ném ba được xa hơn. Và chắc chắn là như vậy. Không thể tin được. Một cú ném và làm cho tôi liên tưởng đến Stephen Curry. Còn cú ném này làm cho tôi liên tưởng đến Klay Thompson. Vâng, có vẻ như là bên Trung Đông của chúng ta là cũng khá thích Golden State Warriors phải. Một pha lên rổ rất hay. Lại là ném ba. Hiệp đầu thứ tư chứng kiến rất nhiều cú ném ba chất lượng. Jamal, tốc độ của Jamal rất khó để cản một trung phong có sức nặng như vậy. Và tiếp tục là Jamal. Các cầu thủ gốc Hàn đang dường như quá nhỏ bé so với anh. Họ đang tỏ ra rất là lúng túng trước thể hình và sức mạnh của Jamal Warney. Ném ba thành công. Không được rồi, nhưng lại là Warney. Vâng, chúng ta vừa nói đến thể hình và sức nặng của vận động viên này. Chỉ còn lại 12 giây và bây giờ khoảng cách đang là 3 điểm. Lee Geun Hye, bóng không đi vào rổ nhưng sẽ có 3 tình huống ném phạt dành cho Lee Geun Hye. Pha ném đầu tiên thành công. Pha ném thứ hai thành công. Liệu có overtime không? Vào overtime rồi. 118 đều. Như vậy là trận đấu sẽ bước vào overtime. Quá kịch tính.